Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Phúc. A ra hang tham ma tham mô tho pha hoa mô thang pha anh tăng a phi hoa đê mi Sva kha tô pha hoa ta tham mô tham măng ma sa mi Suppatipanno bhagavato sevaka sangho sankang namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo Thích Phóng Tác sinh ra họ chi chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thảy. Sa thu sa tu lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi tiếp với một bài cuối nói về cái chữ giác khá, tức là dạ xoa. Thì những bài trước là chúng ta đã tìm hiểu về những vị dạ so có thần lực rồi, thì hôm nay chúng ta tiếp theo nữa là nói về cái tiểu sử của cái vị chúa dạ so, nghĩa là vị cao cấp nhất á, là trưởng á. Vì cái vị này có tên gọi là thiên vương Quét Sát Quán Á. Thiên vương Quét Sát Quán Á là một cái vị trưởng dạ so, tức là cái người mà cai quản dạ so hết tất cả toàn bộ như dạ so. Còn những dạ so chúa, những là xem như là binh tướng của hay là quan tướng của dạ so của vị thiên vương là Quét Sát Quán Á này, thì thiên vương là Quét Sát Quán Á này được dịch là Đa Văn. Đây là một cái vương hiệu. Nên là Quét Sát Quán Á là một cái vương hiệu chỉ cho một vị cai trị ở xứ Visana. Thì cái xứ Visana này là một cái thành trì ở cái phương Bắc. Mà vị chúa mà cai trị cái thành trì ở phương Bắc này thì được gọi có cái tước hiệu là Quét Sát Quán Á. Như vậy thì Quét Sát Quán Á chỉ là một chức vụ chứ không phải là cái tên của cái vị thiên vương này. Thì vị thiên vương này thật sự là có cái tên là Cú Quê Rá. Vì vậy là khi mà còn là nhân loại đó, thì vị thiên vương Quét Sát Quán Á này là một bà la môn tên là Cú Quê Rá. Thì bà la môn Cú Quê Rá này là chủ của một đồn điền mía, rất là nhiều mía, trồng rất là nhiều mía. Và vị này có tất cả là 7 cái lò nấu đường, 7 lò nấu đường. Mà lợi tức của một trong 7 cái lò nấu đường đó, thì bà la môn Cú Quê Rá này dùng để tế bần, tức là để trợ cấp cho những người nghèo khổ, người mà không ai nuôi dưỡng nha, người có cái tâm rất là rộng mở như vậy. Thì khi mà lợi tức từ các lò đường dồi dào đó, thì bà la môn Cú Quê Rá này lại phát tâm nữa một cách rộng rãi nữa là cúng dường vật thực y phục rồi thuốc trị bệnh cùng sàng tọa đến cho các cái vị sa môn bà la môn. Và bà la môn mà Cú Quê Rá này đó thực hiện chuyển pháp như vậy suốt 20.000 năm. Thì cái mệnh chung á, thì bà la môn Cú Quê Rá này được sanh về cái cõi tứ đại vương, tức là cái cõi được gọi chữ Pali gọi là Chattutthá Maharaja. Maharaja tức là đại vương, Maha là lớn, còn Raja là vị vua. Cái Maharaja là cái vị được gọi là đại vương, còn Chattutthá là bốn, cho nên gọi là tứ đại vương mà chỉ cho cái bốn vị này. Và cái vị cái hậu thân của bà la môn Cú Quê Rá này trị về phương bắc của cái núi Xí Na Rú, tức là núi Tu Di. Thì có ba vị đại vương kia mỗi vị là cai trị một phương. Thì ở hướng đông á thì có vị thiên vương có tên Bali là Thá Bá Rá Thá,
rách thá là quốc độ, thá tá là thá tá là nắm nắm giữ lấy, cho nên thá tá rách thá được dịch là trì quốc thiên vương. Thì cái vị này để hộ trì hay gìn giữ hay là bảo vệ cái Đông Thắng Thần Châu. Ở Đông Thắng Thần Châu có cái tên gọi là Phúc Phá Quý Đề Há Di Bá. Di Bá là một cái châu hay là một cái đảo. Và Di Bá cũng có nghĩa là cái ngọn đèn nữa. Chúng ta thấy cái chữ Di Bá rất là đặc biệt. Cái vừa là cái ngọn đèn, cũng vừa là cái hải đảo, cũng vừa là một cái châu. Như là Búp Ba, Búp Bá Quý Hà Rá, Búp Bá Quý Đề Há, rồi Đi Bá, tức là cái Đông Thắng Thần Châu. Thì cái vị mà Thá Tá Đá Thá này, tức là Kỳ Quốc Thiên Dương này đó, thì cai quản cái nhóm Canh Pháp Bá, tức là Cà Thác Bà, hay là cái nhóm Phương Thần. Thì mà quý vị mà thì có đi vào trong những ngôi chùa của bên Bắc Truyền đó, thì thấy cái hình mà Tứ Đại Vương đó, thì có cái vị nào mà cầm cái đàn Đi Bà đó, cái hình ảnh của cái vị nào mà cầm cái đàn Đi Bà đó, đó chính là Thá Tá Đá Thá đó, cái vị ở cai quản ở Hướng Đông. Mà khi vào cái đại hội chư thiên á, thì cái vị này ngồi ở Hướng Đông, ngay ở tại Hướng Đông mà mặt quay về hướng Tây, ngó thẳng về hướng Tây. Và cái châu Đông Thắng Thần Châu này á, nó có hình giống như là trăng tròn, mặt trăng rất là tròn như vậy. Như chúng ta mới ra hình ảnh mà chúng ta thấy được á, thì Thá Tá Đá Thá này là vị mà cầm cái đàn Tỳ Bà, thì chúng ta mới biết được như vậy. Và vị này là cai quản những cái phương thần, tức là những cái là thiên thần nhạc sĩ Canh Pháp Bá đó. Rồi cái vị thứ hai là Quý Rôn Thá Cá. Cái vị này được dịch là Tăng Trưởng Thiên Vương, là cái vị này gìn giữ hay là bảo vệ hay là hộ trì cái Nam Thiện Bộ Châu. Rồi kiểu Bali gọi là Châm Pu Đi Bá, Trong mua cây trăm. Cái Nam Thiện Bộ Châu là chính là cái cõi của chúng ta đó, rồi được gọi là ở phía Nam. Cái vị này thì cai quản cái nhóm Cung Phanh Đá. Cung Phanh Đá là cái nhóm Cư Hoàng Trà. Nhóm này dịch là Thế Quỷ. Nhóm này rất là hung hăng, rất là bạo ngược, rất là hung dữ. Thì Nam Thiện Bộ Châu này nó có hình giống như là cái quả trứng, quả trứng gà, hoặc là quả trứng ngỗng, hay là quả trứng vịt, vân vân nha các bạn. Thì Tăng Trưởng Thiên Dư khi mà dự đại hội chư thiên á, thì ngồi ở hướng Nam, mặt quay về hướng Bắc, nha các bạn. Rồi thì một vị thứ ba gọi là Quý Rô Bắc Khá. Thì cái vị này á, được dịch là cái Quảng Mục Thiên Dương, bởi vì vị này có con mắt rất là to, lớn nha. Thì vậy này, khi mà quý vị vô chùa mà những cái chùa mà của các vị Bắc Truyền đó, mà thấy có tạc hình Tứ Đại Vương đó, thì cái vị nào mà có con mắt to đó, thì đó là Quảng Mục Thiên Vương, tức là Quý Đu Quá Khá. Vị này hộ trì cái Tây Đu Quá Châu, tức là Apara Ngô Gia Ná Đi Bá. Chúng ta đi là Apara Ngô Gia Ná Đi Bá. Cái vị này nó cai quản những cái nhóm mà dữ dằn nhất, là cái nhóm gọi là Naga, tức là rắn chúa đó. Những cái con rắn chúa đó là ở biển cũng có, ở đảo cũng có, ở trên đất cũng có, những cái loại mà rắn thần á. Người mà vậy này á, mỗi khi có con mắt rất lớn rồi đó, mỗi khi mà giận lên á, trợn mắt lên á, thì cái con rắn á, dù là rắn chúa, rắn thần nó chăng nữa, cũng bị cháy ra tròn. Cho nên vậy này nó cai quản cái nhóm rắn đó. Trong cái bản sứ giải của ngài Trung Phúc á, dịch á thì nói là cái nhóm rồng. Mà chúng tôi nói với quý vị rằng là người Ấn Độ không có cái quan niệm về con rồng, cho nên ở đây chúng tôi chỉ dùng là con rắn mà thôi. Nó gá là con rắn chúa, nghe là con rắn thần, vậy như vậy. Thì cái cha Tây Ngô Quá Châu này á, nó có hình giống như cái mặt trăng khuyết vậy, tức là mặt trăng bán nguyệt vậy. Rồi khi mà dự đại hội chư thiên đó, thì Quảng Mục Thiên Vương ngồi ở hướng Tây, mặt hướng về hướng Đông, như vậy. Và thứ tư là cái vị Thiên Vương Quách Sa Quá Ná này, là người hộ trì Bắc Cư Lô Châu, Uttara Kuru Đi Bá đó.
thì cai quản cái nhóm Dạ So. Mà khi ngồi vào đại hội Chư Thiên đó thì là ngồi ở hướng Bắc mặt quay về hướng Nam, và cái châu Uttarak Kuru này đó, đó là Bắc Lô Châu này đó, thì là nó có cái hình tứ giác, mà thường là cái hình vuông á, hình vuông. Thì cái những cái cư dân nào đó mà ở cái châu nào thì có gương mặt giống như châu đó. Ví dụ như những cư dân nào mà ở Đông Thắng Thần Châu đó có khuôn mặt tròn giống như cái mặt trăng nha, mặt trăng tròn. Còn cư dân nào mà ở Tây Nguyên Hóa Châu á thì có cái gương mặt giống như là cái hình tam giác, tam giác tức là giống như mặt trăng nó khuyết đi như thế này. Còn những còn những ai á mà ở Nam Thiện Mộ Châu á thì có cái hình thon thon, cái gương mặt á có hình là thon thon giống như là cái quả trứng vậy. Rồi còn những ai mà ở Tây ở mà Bắc Tu Lai Châu đó thì có gương mặt như, như người ta gọi là gương mặt chữ điền á, tức là hình vuông rất là ấy, rất là hay. Thì bốn cái gương mặt này do bị những người mà ở bốn cái châu đó mà theo vua Minh Tha Tú mà đi tới Nam Địa Bộ Châu rồi mất cái xe báo cho nên không về được. Cho nên nhìn cái gương mặt người nào đó thì là chúng ta sẽ có thể đoán được cái nguồn gốc của người đó thuộc về cái châu nào. Và đặc biệt á là cái người mà ở Bắc Cu Lâu Châu đó, tức là người mà có gương mặt mà chữ điền đó, người gương mặt mà họ tứ giác đó, thì cái người đó rất là thông minh và có rất là có cái tính cương quyết rất là cao. Còn những cái châu khác thì không có bằng. Thì ở trong kinh điển cái chữ Cú Quê Rá có nghĩa là vị thần tài sản. Cho nên nếu như nói về cái vị thần tài đó, đó trong Phật giáo đó, thì cái vị thần tài đó chính là Thiên Vương Cú Quê Rá, chứ không phải là cái ngài Thánh Tăng Sĩ Hòa Lý đâu. Cho nên chúng ta phải biết là những cái lợp lạc như vậy, chứ chúng ta không có bị nhầm lẫn. Đã không bị nhầm lẫn thì chúng ta không có rơi vào bạc kiến, chúng ta không có phạm những cái nghiệp tức là kỳ lạ cho nên như vậy. Thì trong kinh điển cái chữ Cui Rá có nghĩa là cái thành tài sản, mà cái thành phố mà Alaska Manda của cái vị Cui Rá này đó, nó là cái biểu tượng cho một sự trù phú. Thì cái thành phố mà Alaska Manda này được xem là một cái thành phố thần thánh, nó thịnh vượng hùng vĩ và đông đủ chư thiên. Thì đó là một trong những thành phố lớn của cái Bắc Cư Lô Châu, tức là của Uttarak Kuru đó. Ở trong thành phố này có cung điện của vua Vasavana. Thành phố này còn có tên gọi là Alaska. Được xem như là một cái danh từ Alaska được xem như là một cái ẩn dụ chỉ cho một cái thành phố giàu sang và thịnh vượng nhất. Ngoài ra thì vua Cú Quê Rá còn có chính kho châu báu rất giàu đến độ vậy đó. Cho nên cái thần tài của Phật giáo là chính là Thiên Vương Cú Quê Rá này hay là Quét Sa Quá Ná này. Chúng ta ai mà muốn thì cứ hồi hướng cho cái vị đó đi, thì có thể là sau khi mệnh chung á có thể tái sanh về cái xứ là Bắc Cu Lưu Châu, có thể là làm tướng hoặc là làm quan, hay là làm những cái tùy tùng hoặc là cháu của vô Quách Sắc Quá Ná chẳng hạn vậy, hoặc làm người con thì không ơn. Thì nói về con đó, thì những người con trai của vô Cú Quê Rá đó đều có mang có một tên một, tức là mang tên là Inh Đá mà thôi, chứ không có mang tên gì khác hết. Rồi cái vũ khí của vua Quách Sắc Quá Ná đó, đó là một cây gậy. Cái gậy này cũng có tên gọi là Gá Đa Vũ Thá. Vũ Thá là cái vũ khí, Gá Đa là cái cây gậy. Và những cái Dạ So rất là sợ cái cây gậy này. Chính cây gậy này xem như là một cái điều mà
khắc chế cái đám dạ xoa. Nhà dạ xoa là mà hung dữ cách mấy chăng nữa đó, mà khi mà thiên vương cứu bê đá mà nổi giận lên á, tung cây gậy lên, thì cho dù con ngàn con dạ xoa cũng đều bị cái gậy này đánh vào đầu, đánh ngã xỉu luôn á, chứ không phải đánh bình thường đâu, đánh cái ngã xỉu xuống. Rồi sau khi đánh xong những cái, cho dù là 1000 cái con dạ xoa cũng bị cái gậy này họ đánh là vào đầu ngã xuống bất tỉnh. Rồi cái gậy này sẽ quay trở về cái tay của vị với sa ná này. Thì cái gậy gá đa vũ thá này rất là độc hại, cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy trong những cái hình ảnh của các chùa bên Bắc truyền đó, chúng ta thấy cái vị nào mà cái tay cầm cây gậy đó, những cái trên tay đó, đó là đại vương West Savanna như vậy. Thì chúng ta thấy là cái những cái dấu hiệu vậy, còn vị mà không thấy gì hết thì đó chính là vị ở Tăng Trưởng Thiên Vương ở Nam Thiện Mộ Châu chúng ta. Thì khi mà Thiên Vương mà West Savanna là chứng thánh quả vừa lâu rồi đó, thì ngài không còn sử dụng cây gậy này nữa, không còn sử dụng nhưng mà nó vẫn còn cầm trên tay. Thì cho nên cái vũ khí gá đa vũ thá này cũng làm cho những chúng nhà so vẫn người sợ hãi, đâu có biết là cái vị quét sông quán á này chứng quả thánh đâu, người ta chứng quả thánh vừa lâu rồi ngài không có hành hạ chúng sanh khác đâu, ngài nói tự nhiên nói là hiền, nhưng mà trên tay vẫn cầm cái vũ khí đó. Và những cái dạ so cũng rất là kinh sợ, rất là sợ hãi thiên vương quét sông quán á. Thì theo tập sớ giải kinh tập đó thì ký hiệu là SN A A Tát Cà Tha, SN là Xuất Phá Ni Bà Tá đó, nó tập 1 đoạn 24 kinh A La Quá Cá đó. Rồi trú xứ của dạ so A La Quá Cá nằm gần cái cung điện của A La Ca này, A La Cá Manda này của vua Cú Bề Rá. Rồi theo cái bổn sanh Ấp Phân Phá Rá, cái câu chuyện số 281 á, thì do quái sanh đá rá này sở hữu một cây xoài rất là quý, sở hữu một cây xoài rất là quý, và cây xoài này được có mang tên gọi là Ấp Phân Phá Rá, Ấp Phân Phá Râm Phá, chữ âm bá có nghĩa là cái trái xoài, âm bá rá ở giữa, còn ấp phá có nghĩa là mây khói hay là hư không. Như vậy thì ấp phanh phá rá hay là ấp phanh phá râm phá có nghĩa là cây xoài ở giữa hư không, tức là cây xoài nào mọc lơ lửng ở hư không, một cái trái rất là thơm ngon, rất là đặc biệt như vậy. Thì cây xoài này ở cái núi vàng được giao cho nhóm cung phanh đá, tức là nhóm thái quỷ đó được gìn giữ như vậy. Thì mỗi ngày vua Cú Bê Rá cũng dường đến đạo sĩ Chô Tí Sa Rá ở Am Thất. Vị đạo sĩ này rất là tu khổ hạnh và gìn giữ cái ngọn lửa thiên. Thì đạo sĩ này Chô Tí Sa Rá đó là cái tiền thân của ngài Sariputta. Rồi cũng trong cái bổn sự này có ghi nhận rằng khi vua mà Quyết Sáng Quá Ná mà nổi giận đó, đưa mắt nhìn thì cả ngàn dạ xoa này bị vỡ bụng ra, giống như là đậu mà văng tứ phía trên cái chảo nóng nha. Nó cũng là ta hình dung được một cái chảo mà rang nóng vậy đó, rồi bỏ nấm đậu vô thì nấm đậu nó sẽ nổ lớp bóp và nó văng tứ phía như thế nào. Thì khi mà vua Quét Sáng Quá Ná này nổi giận lên đưa mắt nhìn thì cả ngàn dạ xoa cũng bị vỡ bụng ra như vậy. Đây là nói khi mà vua Sáng Quá Ná chưa có chứng đắc quả dư lưu, cho nên khi mà chứng đắc quả dư lưu rồi thì không có cái sự nóng nảy như vậy nữa đâu. Rồi cũng theo bản sớ giải kinh tập thì ký hiệu là SNA 1379 thì thiên vương của Sáng Quá Ná này thường đi trên chiếc xe rất là lộng lẫy sang trọng, giống như là một cái kinh thành nha, giống như một kinh thành. Mà kinh thành này có cái tên là
Nari Vahana. Thì cái tên mà Nari Vahana đó, đây là một kinh đô trù phú thịnh vượng ở quá khứ của vua Ubhasanta, vào cái thời mà Đức Phật Vesakhu. Vào thời mà Đức Phật Vesakhu á, thì đức vua mà Ubhasanta này là một cái vị vua cai trị một cái quốc độ, và có một kinh thành Nari Vahana này rất là uy hoàng, rất là lộng lẫy, rất là đông đảo và rất là trù phú, rất là thịnh vượng. Thì cái một cái chiếc xe của vua Vesakhana đi đó thì nó tương tự giống như là một cái kinh thành của một cái đức vua mà có cái quyền lực lớn vậy. Như là một cái thì chiếc xe này nó cũng có mà cũng có cái tên gọi là Nari Vahana. Rồi chiếc xe này dài khoảng 12 do tuần, dài vậy đó, và nó có cái nhóm mà gia so mà tùy tùng đó thì có đến 100 triệu gia so tùy tùng, tức là giống như một cái kinh thành đi vậy. Mà chúng ta thấy là 100 triệu nó tương đương bằng với cái dân số nước Việt Nam hiện tại à, cái không phải là ít lắm, nó không phải là nhỏ lắm, mà chỉ là một chiếc xe đi thôi mà nó huy hoàng, nó lộng lẫy như vậy đó, giống như một kinh thành đi vậy. Thì vô cái sáng qua ná này là có một cái người vợ chánh này thì là của hoàng hậu á, của vua, của thi vương của sáng qua ná, bà có tên là Phương Chá Ti. Phương Chá Ti đó là một cái nữ già so, nhưng mà bà là một cái thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, bà đã chứng quả dự lưu rồi, là một cái đệ tử rất là cùng thành của Đức Thế Tôn. Có lần là vua trời Sắc Cá họ đi đến cái Salala Gara để mà ý kiến Đức Thế Tôn, thì vua trời Sắc Cá nhìn thấy bà Phun Chá Ti đang chắp tay đứng hầu Đức Phật. Khi đó thì Đức Phật này đang ở trong cái trạng thái nhập định, thì thi chủ Sắc Cá đó nhờ bà trình lại Đức Thế Tôn nè, khi mà ngài xuất định á, thì là thiên chủ là Sắc Cá cũng đã đến là viếng thăm, nhưng mà do ngài nhập định cho nên vì công việc nên thiên chủ Sắc Cá quay về. Thì cái điều này nằm ở trong cái kinh Trường Bộ, tức là Trường Bộ 1 á, bài kinh là Sắc Cá Banh Ha, tức là để thức hỏi đó. Thì bài kinh nên thì vô tại đó cũng đã đi tới viếng thăm Đức Phật mà gặp bà Phương Chá Ti đang chắp tay hầu Đức Phật, trong khi Đức Phật này đang nhập định, cho nên không có hỏi chuyện gì được hết. Về sau thì ông ta mới tới hỏi pháp với Đức Phật và chứng quả dự lưu. Điều này nằm ở trong kinh Trường Bộ, bài kinh Sắc Cá Banh Ha, tức là bài kinh này nó dịch ra là vua trời hỏi, vua trời Sắc Cá hỏi. Thì ngài của Tháo Cô Xá, ngài có nói thêm rằng đó là hoàng hậu Phun Chá Ti này, tức là cái vợ của vua Vesakhana đó, đã đắc được nhị thiền, họ tu thiền cũng đắc được nhị thiền, nhưng bà không có quan hỷ với cái cõi thiền, bà lại thích thú muốn là chứng đắc đạo quả cao hơn. Thì xem sớ giải của Trường Bộ Kinh ký hiệu là DA 3705. Thì tiếp theo chúng ta thấy là cái tên gọi là Salala Gara đó. Salala Gara là cái gì? Thì Salala Gara nằm ở trong cái khu vực Đại Tự Kỳ Viên. Đó là một trong bốn cái kiến trúc rất là đặc biệt ở trong nơi Đại Tự Kỳ Viên này. Và cái kiến trúc mà Salala Gara này lại là do vua Pasenadi xây dựng kiến tạo lên với một kinh phí là 100.000 đồng tiền vàng. Cái này là một kiến trúc đặc biệt. Ở trong Đại Tự Kỳ Viên có bốn kiến trúc đặc biệt, thì Salala Gara này có ra là một trong bốn kiến trúc đó. Thì hai thi vương Đế Thích và bà nữ gia so Phun Chá Ti đó là có được 5.000 công chúa, tức là 5.000 công nương. Thì 5.000 công nương này chính là trong cái bản sớ giải về những câu chuyện thiên cung, tức là Quý Ma Ná Quá Thú
Vá Thú là câu chuyện, còn Quý Ma Ná là thiên cung. Những câu chuyện nghe thiên cung á, thì cái câu chuyện của nàng thiên nữ Lá Ta, thì quý vị chưa thấy chưa truy cập ở trong cái phần này, cái bộ Quý Ma Ná Vá Thú Á Tá Cà Tha, cái phần này thì cũng đã được có thằng gọi thằng Minh dịch ra rồi, rất là dày. Nhưng thì trong câu chuyện mà thiên nữ Lá Ta này thì có nói rằng là thiên quân Đế Thích và vào Phương Đế Ti có năm nàng công nương. Thứ nhất là nàng Lá Ta, thứ hai là nàng Sách Cha, thứ ba là nàng Bá Quá Ra, và thứ tư là nàng Á Chí Má Ti, và thứ năm là nàng Xú Ta. Thì trong đó cái nàng Lá Ta là một cái nàng công chúa ca rất hay và múa rất giỏi. Thì trong cái sứ giải chuyện thiên cung của thiên nữ Lá Ta có ghi nhận như vậy. Thì cả năm công nương này thì muốn tranh hơn với nhau, cho nên đi tới, nói chung là năm công nương này đó thì đều cũng ai cũng có cái tài ca múa hết, rất là giỏi. Mỗi khi mà tụ họp với nhau thì nàng nào cũng là tự khoe khoang là mình là ca hay rồi múa giỏi, không ai chịu nhường ai hết. Cho nên năm nàng này đi tới nhờ vua Quét Xá Quá Ná để phân xử. Thì khi vua Quét Xá Quá Ná rất là tế nhị, không nói là ai là ca hay ai là múa giỏi hết, mà cũng nên giao lại cái điều này cho chư thiên phân xử. Thì vua Quét Xá Quá Ná nói rằng này các con thân yêu, các con nên tổ tài ca múa khi mà thiên chúng là tụ hội nơi bờ hồ Anô Tát Tá này. Người nào mà được đại chúng thiên chúng mà tán thưởng đó, khen ngợi vỗ tay hoan hô nhiều nhất, thì người đó được xem là người ca hay múa giỏi nhất. Vậy như vậy thì trong một cái cuộc đại hội chư thiên ở gần bờ hồ Anô Tát Tá vậy đó, thì trong cuộc biểu diễn đó thiên chúng không thể nào kiềm chế được, tức là chư thiên tới dự đại hội đó thì không thể nào mà kiềm chế cái tâm được. Khi thấy nàng Lá Ta biểu diễn nghệ thuật ca múa của mình, tất cả đều hân hoan và vỗ tay tán thưởng và cười thích thú liên tục. Còn bốn con tiên còn lại đó thì thiên chúng lại im lặng, giống như là con chim mà rút mình vô trong cái cổ khi mà có mùa đông đến vậy, mùa đông lạnh nha. Cho nên yêu lặng như vậy. Các bà nàng thì xem như trong cái cuộc biểu diễn đó thì nàng Lá Ta là cái nàng người là chiếm được cái giải quán quân, tức là cái người mà có cái biệt tài ca rất là hay, múa rất là giỏi. Và được thiên chúng là hoan hô như vậy. Thì khi mà biểu diễn xong xuôi rồi đó, thì cái nàng công chúa á là cái nàng Xú Ta đó, nên đến hỏi nàng Lá Ta về cái tiền nghiệp của nàng. Thì nàng mới hỏi rằng nàng chị ở trước trước là nhân loại đó, chị làm cái nghiệp nào mà giờ này chị hát hay như vậy, rồi giờ lúc này là chị lại múa rất là điệu nghệ như vậy. Chữ Lá Ta cũng có nghĩa là mềm mại, hoặc là nó kiểu Lá Ta nó là tên một cái dây leo rất là mềm, dễ uống nắng rất là. Cho nên cái này Lá Ta nghe hỏi vậy này cho biết là trước đây á nàng là một sinh nữ của Đức Thế Tôn, vì nàng là trú ngụ nơi kinh thành là Sa Bá Thi, tức là Sa Vệ đó. Nàng là vợ của một cận thiên nam và nàng rất là cung kính cha mẹ chồng cũng như cung kính chồng, và người có và học thức và rất thông minh, nắm bắt được các vấn đề chính xác ở trong gia tộc chồng. Và cái người này á, tuy rằng là bà chủ vậy nhưng mà đối xử rất tốt đối với những người làm công, lời nói rất là dịu dàng đối với những người làm công, rất là nhẹ nhàng từ tốn như vậy. Và cái nàng cận sự nữ này đó là thường thực hành những cái thiện nghiệp như là giữ giới nè, bố thí nè, rồi thực hành mà bát gia quan tay giới vào những ngày của vô sa phá.
Và đặc biệt là cái nàng này không hề sân hận. Do vậy khi mà sinh làm trung lương mà lá ta đó, thì thân người của nàng rất là mềm mại, rất là dẻo, và gương mặt nàng rất là xinh đẹp như vậy. Và cái tiếng nói của nàng rất là im dịu, im tai. Cho nên cái nàng được thành tựu những danh tiếng đó khi làm con của Sa Quán Á. Như vậy những người nào mà thích ca hay, múa giỏi chẳng hạn vậy, thì nên thực hành những cái pháp này, nhất là cái kỳ giới bất quan trai giới chẳng hạn như vậy, thì cái được cái những điều tốt đẹp như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua thêm một cái địa danh, tức là hồ Anuttara. Hồ Anuttara này là một cái địa danh rất là đặc biệt. Chữ Anuttara này có nghĩa là không có nóng nảy, không có nóng. Cho nên Anuttara này được dịch là vô nhiệt, cái hồ vô nhiệt tức là không có sự nóng. Đây trước tiên đây là một trong cái bảy hồ lớn ở dãy Himalaya. Các hồ kia có tên là Canh Ná Minh Đá, hồ thứ nhất. Hồ thứ hai là Rá Thá Ca Rá. Hồ thứ ba là Chách Tanh Tá. Thì hồ Chách Tanh Tá này là có một cái đàn voi rất là nhiều, rất là đông. Và cái đàn voi Chách Tanh Tá này có một con voi chúa có cái thần lực đi ra tư công được, chứ không ai không. Và cái hồ Chách Tanh Tá này là cái nơi mà ngài Anh Nhát, Công Anh Nhát ở nơi đó 12 năm. Sau khi mình thấy được mình sắp sửa viên tịnh niết bàn rồi đó, thì là ngài đi về để đỉnh lễ Đức Thế Tôn và xin được viên tịnh niết bàn. Mà ngài ở đó thì một mình ngài ở đó thôi, nhưng mà có cái đàn voi Chách Tanh Tá này nó phục vụ ngài rất là tốt đẹp. Thì đây là cái hồ có mang tên gọi là Chách Tanh Tá, và gọi theo cái danh cỏ cái đàn voi Chách Tanh Tá này. Rồi một cái hồ nữa là Cú Na Lá. Thì Cú Na Lá này, cái hồ này có một cái đàn chim, đàn chim rất là đặc biệt đó, chim bằng Cú Na Lá. Thì đàn chim này nó có một cái truyền thống rất là đặc biệt đấy. Và cũng ở cái nơi hồ mà Anuttara này, ở cái hồ Cú Na Lá này đó, đây là Đức Thế Tôn ngài đã đem 500 vị tiền khu là dòng Thích Ca đã xuất gia, nhưng mà xuất gia là còn nhớ vợ nhớ hai hoài, cho nên không có thực hành được những cái pháp thượng nhân. Đức Thế Tôn ngài đem 500 vị này lên lên cái hồ Cú Na Lá này. Rồi khi mà lên đó đó, rồi ngài mới thuật lại cái bổn sanh Cú Na Lá để nói rằng cái sự cái người nữ đừng có nên tin tưởng, và nói về những cái điều không tốt đẹp là cái người nữ chẳng hạn như vậy, để bứng đi những cái chất độc ở trong tâm tư của 500 vị tỳ khưu thuộc cái dòng Thích Ca này. Nghe xong thì 500 vị này chứng quả chịu luôn. Rồi sau đó Đức Thế Tôn này đưa trở về, rước đi thì Đức Thế Tôn đưa đi, nhưng khi về thì 500 vị nghe tỳ khưu này đã dùng thần lực của mình đi về ở Mahavana, tức là ở Đại Lâm. Rồi trong một cái thời gian ngắn thì 500 vị này họ nỗ lực để mà tận diệt tất cả phiền não, chứng quả A La Hán. Rồi khi đó những vị này đi tới trình bày về cái sự mà chứng đắc của mình lên Đức Thế Tôn. Thì vậy này đi một vị đi tới trước, chưa kịp trình bày thì thấy vị thứ hai cũng đi tới rồi. Và vị thứ hai thấy đi tới được muốn trình bày trong cái sự mà chứng đắc của mình, thì thấy có vị thứ nhất cũng đang ngầm nghe cũng hơi ngần ngừ nên con không có trình bày lên. Ở lần lượt tất cả 500 vị cùng đi tới hết. Nhưng mà cái 500 vị cùng đi tới hết thì là các chư thiên ở dưới đó hoan hô, mới ngồi nói rằng là 500 vị này đó nếu ở còn tại gia cũng là một vị vua. Đây là những vương tử đi xuất gia mà thì cũng là một vị vua, mà bây giờ khi xuất gia rồi họ chứng được cái thánh quả A La Hán cũng là một cái vị vua nữa, vua của thánh đạo.
Cho nên những cái vị chư thiên ở địa cầu ở khắp nơi mới nghe cái tin này đều đi tới để mà đảnh lễ 500 vị tân A La Hán này với Đức Thế Tôn. Và nên đó có cái bài kinh Maha Samayan, tức là kinh đại hội ở trong cái trường bộ kinh như vậy. Thì chúng ta thấy nè, cái hồ Cú Na Lá này cũng là một cái điều đặc biệt. Rồi tiếp theo nữa, cái hồ Manda Kini và cái hồ Sihat Bá Ba Tá. Cái hồ này có tên là Sihat Bá Ba Tá bởi vì cái hồ này có rất nhiều sư tử, rất nhiều sư tử, cho nên là Sihat là con sư tử, Sihat Bá Tá là cái hồ có nhiều con sư tử. Thì cái hồ Á Nô Tá Tá này nó được 5 cái ngọn núi bao quanh. Rồi đó là cái núi Sulasana Cu Tá, thứ hai là cái núi Chích Tá Cu Tá, núi thứ ba là núi Ca Lá Cu Tá. Cái núi này con là màu đen không, cho nên Ca Lá là màu đen, cho nên chữ Ca Lá nó có chấm dưới chỉ cho màu đen, cái ngọn núi màu đen. Và cái núi thứ tư là cái núi Ganthamadana. Ganthamadana tức là cái núi gọi là hương sơn, tức là cái núi này không bao giờ dứt cái mùi hương hết, lúc nào cũng có mùi hương thơm nó tỏa ra luôn, không tức là hoa nở dĩ nhiên là không bao giờ dứt điểm cái những cái loại hoa ở trên cái núi Ganthamadana này. Núi Ganthamadana này ở nơi trú, nơi ở của 500 vị Phật Độc Giác, hay của các vị Phật Độc Giác trên đó như vậy. Và cái núi của cái thứ năm là Kê La Xá. Núi Kê La Xá này cũng rất là đặc biệt, nó màu trắng như là cái miếng cái lá trắng vậy, và nó có hình cong vậy. Thì cái núi mà Kê La Xá này nè là cái núi mà Dạ Xoa La Quá Cá nó tức giận đặt chân lên trên cái ngọn núi á, thì dẫm mạnh chân xuống thì là đá trên cái núi Kê La Xá này rớt xuống vậy như vậy. Thì cái hồ này á, khi mà chúng tới cái núi Kê La Xá là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái địa hình cũng như là cái lý lịch của cái núi Kê La Xá này. Thì hồ Á Nô Tá Tá này dài khoảng 150 lý, một lý đó thì khoảng 4,8 cây số, mà dài tới là 150 lý như vậy, là rộng 50 lý và sâu 50 lý. Mưa rơi ở trên 5 cái ngọn núi này nó tạo thành là những dòng suối, và những dòng suối này thì đổ vào trong cái hồ nước này. Thì ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể chiếu vào trong cái hồ nước này được, mà nó chỉ có thể là phản chiếu xuống mặt hồ mà thôi. Cho nên nước trong hồ luôn luôn lạnh. Nhưng vì gì? Ánh sáng mặt trời hay mặt trăng không có thể là chiếu thẳng vô hồ được. Do đó nó được gọi là Á Nô Tá Tá, tức là hồ vô nhiệt, vô nhiệt. Thì hồ này ở cạnh cao nguyên Má Nô Xí La Tá Lá. Thì chính cao nguyên Má Nô Xí La Tá Lá này cũng là nơi mà Dạ Xoa La Quá Cá đặt chân trên đó, là một chân đặt trên cái cao nguyên Má Nô Xí La Tá Lá và một chân đặt trên cái đỉnh núi Kê La Xá này, rồi hét lên đó, ta là Dạ Xoa La Quá Cá đây. Thì như vậy, thì cái cao nguyên này có tên là Má Nô Xí La Tá Lá này bởi vì nó cũng có nhiều cái đặc biệt lắm. Rồi chúng ta nói về cái hồ Á Nô Tá Tá, thì cái hồ Á Nô Tá Tá nó có nhiều cái bãi tắm, tại hồ rất là rộng lớn mà có nhiều bãi tắm. Và cái nước ở trong hồ á rất là trong veo, không có cá hay rùa, không có cá hay rùa gì hết, nước nói chung là nước rất là trong mà không có một cái sinh vật nào hết. Lý do rất là đơn giản, tại vì cái nước hồ lạnh quá mà, lạnh quá thì những cái con cá, con rùa hay là những con vật về thủy tộc đâu có thể sinh sống được trong đó đâu, lạnh quá thì nó phải chịu thôi, cho nên nó nơi đó nó không có cá rùa gì hết, rất là trong vắt như vậy. Rồi cái màu của cái nước hồ đó nó do phản ánh của cái núi Ca Lá Cu Tá đó, cho nên nó có màu đen như vậy. Và trong cái thời ngày xưa đó, người ta nói rằng cái nước hồ Á Nô Tá Tá rất là quý, và cái người nào mà dùng được cái nước nó xem như là
những bậc cao nhân, những sa môn bà la môn dùng cái nước nó cũng rất là đặc biệt, và những chỉ cho những sa môn hay bà la môn có thực lực, có thần thông. Thì cái hồ này có rất nhiều bãi tắm, và những có những cái khu vực tắm riêng biệt chứ không có chung chạ, thì có những cái bãi tắm dành cho Đức Phật. Đức Phật có một bãi tắm riêng ở hồ Anuttara này, rồi cái bãi tắm dành cho Đức Phật Độc Giác, rồi có một bãi tắm dành cho các vị A La Hán, rồi một bãi tắm dành cho những chư thiên nam, rồi một bãi tắm dành cho các chư thiên nữ, rồi một bãi tắm dành cho các sa môn bà la môn có thần thông, rồi một bãi tắm dành cho các dạ so. Thì nè, cái bờ hồ rất rộng rãi cho nên có rất nhiều bãi tắm, cho nên cái người nào thuộc bãi tắm nào phải đi tới cái chỗ đó, đi qua chỗ khác là bị phạt đấy, chứ là không có được xâm phạm. Cho nên Đức Phật cũng có một cái bờ khu vực tắm ở tại hồ Anuttara, chư Phật Tổng Giác cũng vậy. Thế là có cái ngày mà thế gian này có những vị Phật Tổng Giác thì cái ngài sẽ tới ở chỗ đó để mà tắm, hoặc là xúc miệng rửa mặt và vân vân, như thế như vậy. Còn cái hồ này ở cạnh cái cao nguyên Manosila Lata, không ở xa lắm. Rồi thì các nữ dạ so đó nó phải đổi nước từ các dòng sông để đổ vào trong cái hồ Anuttara này, cho nên nước trong hồ Anuttara này luôn luôn tràn đầy, không có bị hao hụt nào hết. Rồi một số nữ dạ so đã phải mệnh chung vậy, công việc này rất là nặng nề, rất là cực nhọc như vậy, mà lấy được nước ở hồ Anuttara là được xem như là một kỳ tích, xem như là một cái năng lực thần thông đặc biệt. Cho nên để ban cho địa vị cho vị Sa Di Sumana này, thì Đức Thế Tôn đã dạy Sa Di Sumana lấy nước ở hồ Anuttara về cho ngài rửa chân. Rồi khi mà ngài Sa Di A La Hán Sumana, đệ tử của ngài Anuttara đó, thực hiện được cái công trình này, cho nên sau đó được Đức Thế Tôn ban cho địa vị Thê Rá, tức là trưởng lão. Và ngài sau này lớn lên á, thì ngài Thánh Tăng Sumana là một trong 8 vị chủ tọa của cái tập Tâm Tạng lần thứ 2, chứ không phải là bình thường đâu, nên rất là đặc biệt. Rồi ở trong thời không có Đức Chánh Đẳng Giác á, thì các kỳ đồ Phật Giác ở núi Thanh Thamma Đa Ná á, sau 7 ngày nhập thiền việt, sau 7 ngày mà nhập thiền diệt thọ tưởng á, khi mà xuất ra thì các ngài thường đi đến hồ Anuttara này để xúc miệng, rửa mặt, rồi cầm lấy y bát rồi đi tới cái vùng đất gọi là Ý Sĩ Bát Tà Ná. Ý Sĩ Bát Tà Ná là cái vùng đất mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên ở tại Mỹ Gà Ta Giá, tức là cái vườn Nai đó, cái vườn Nai. Thì cái Ý Sĩ Bát Tà Ná là Ý Sĩ là đạo sĩ, Bát Tà Ná là rơi xuống. Cho nên khi ngài mà Minh Châu ngài dịch Ý Sĩ Bát Tà Ná là chư tiên đọa xứ thì nó không có thấy hay, không có đúng nha. Nhưng này không phải là ông ấy thấy chữ đọa nó nghe kỳ kỳ, nhưng mà Ý Sĩ Bát Tà Ná, Ý Sĩ là tiên nhân hay là đạo sĩ, Bát Tà Ná là rơi xuống. Thì các ngài và vị Phật Tổ Giác á, sau khi mà xúc miệng rửa mặt xong rồi, ngài dẫn mặc y phục, rồi ngài cầm y bát đó, ví dụ ngài muốn đi vô thành Varanasi để mà khất thực cho hạn hoạt, ngài đi ra hư không tới cái nơi đó cái hạ xuống, thì từ Ý Sĩ Bát Tà Ná mà đi vào trong cái thành Varanasi đó, nó khoảng cách độ khoảng chừng một ai do tùng gì đó. Thì là cái chữ do tùng này có nhiều cái chúng tôi nhiều khi cũng đang rắc rối về cái đơn vị này, như hôm nào chúng tôi sẽ trình bày để cho quý vị thấy rõ cái không biết là cái chữ do tùng này được sử dụng như thế nào. Thì cái Phật Tổng Giác đó, từ ở chỗ đó đi vào trong cái cửa thành của Varanasi để mà đi khất thực, thì chỗ này được gọi là tiên nhân rơi xuống thì nó hay hơn, gọi là đọa xứ, thì chữ đọa thì thấy nó có vẻ như là cái khổ cảnh hay gì đó, thì cho nên chúng ta cũng không có thấy thích về cái chữ đọa này lắm. Hoặc là
Ngài sẽ đi tới một nơi nào khác á, để mà tế độ người có duyên lành như vậy. Và khi mà Đức Thế Tôn chúng ta đó an cư mùa mưa lần thứ 7 ở nơi cung trời Đạo Lợi đó, tức là cung trời Ta Quá Tinh Xá. Ta Quá Tinh Xá nếu mà đúng nghĩa phải là cung trời 33. Ta Quá Tinh Xá là 33 vị trời, Chúa Trời ở đó đó. Thì vào buổi sáng đó, Ngài đi tới hồ Anotata, xúc miệng rửa mặt, rồi Ngài đi tới Uttara Kuru á, tức là Bắc Cu Lô Châu đó, đi khất thực, rồi Ngài đi đến chân thành Sankassa để hồi thực hoàn kỹ ở đó. Rồi cũng là tại chân thành Sankassa này, Đức Thế Tôn Ngài tóm tắt cái thời pháp mà giảng ở trên cái cõi Ta Quá Tinh Xá này đến cho Ngài Xá Lợi Phất, và dạy Ngài Xá Lợi Phất hãy mang cái pháp môn này dạy cho 500 vị tân biệt lưu mới xuất gia. Tức là trước khi Đức Phật Ngài lên cái cõi trời đó thì có 500 thanh niên rất là quan hỷ với năng lực song tâm của Đức Thế Tôn, cho nên xin xuất gia, và Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất cho xuất gia. Thì 500 vị này được xuất gia và thọ giới tiền khưu xong, thì Đức Thế Tôn Ngài ngự lên trên cái cõi Đạo Lợi đó để mà thuyết giảng tạng thắng pháp. Thì Đức Thế Tôn Ngài gom lại, tóm tắt lại cái thời pháp đã giảng lên đó, dạy lại cho Ngài Xá Lợi Phất, bảo Ngài Xá Lợi Phất hãy triển khai đến cho 500 vị tân tiền khưu này. Ngài như vậy nha. Rồi sau khi mà Ngài thọ thực chân thành Sankassa xong, vào buổi trưa đó thì Ngài đi đến hồ Anotata này để nghỉ trưa, rồi khi là chiều tối tới thì Ngài trở lại cái cung trời Đạo Lợi để tiếp tục thuyết giảng như vậy. Thì cái hồ Anotata này rất là đặc biệt như vậy. Và cái Dạ So Bunaka này á, trong cái câu chuyện về bổn sự Quý Thú Rá, tức là Quý Thú Rá Bandita, tức là hiền trí Quý Thú Rá đó, Ngài là tiền thân của Đức Phật, Ngài tu tập cái hạnh mà chân thật Parami đó, tức là chân thật Ba La Mật đó. Thì Aso Bunaka này đã đi tới do cái ái luyến nàng xà nữ Kia Đanh Đa Ti, rồi cho nên đi tới để mà bắt lấy thiền trí Quý Thú Rá này để làm cái lễ vật để mà cầu hôn của nàng Kia Đanh Đa Ti này. Thì Dạ So Bunaka này là cháu của thiên vương của Sanvana. Thì các Dạ So đó nó thường hội họp ở nơi giảng đường Phá Gá Lá Quá Ti. Thì cái giảng đường Phá Gá Lá Quá Ti này ở nơi công nghiên Má Nô Si La Phá Lá, mỗi tháng một lần để giải quyết những cái tranh chấp. Và cái ngày mà họp đó lại là cái ngày Tăng Trò, cái hài Tăng Trò rất là đặc biệt, người tăng đồng đó. Thì cái Dạ So này thường hội họp ở trên cái giảng đường Phá Gá Lá Quá Ti. Thì sau khi mà giải quyết được những cái lượng tranh chấp trong cái nội bộ của những Dạ So xong, thì nói về cái sảnh đường mà Phá Gá Lá Quá Ti này, thì theo cái tập mà Sư Minh Gá Lá Vi La Sĩ Ni đó, tức là sẽ giải kinh Trường Bộ, thì ngày Bố Thái Vô Sáng Ngài giải thích này, đó là một cái sảnh đường nạm ngọc thì có tên gọi là Ratana Manda. Mandana. Thì cái sảnh đường này rộng 12 do tuần, nó nằm ở bên cái hồ Tarani. Thì cái hồ Tarani này thì nó nằm ở trong cái kinh thành của vua Vasavana như vậy. Thì Phá Gá Lá Quá Ti này được gọi tên là theo tên dây leo. Dây leo này có tên gọi là Phá Gá Lá Quá Ti. Thì cái dây leo này mọc chung quanh ở trong cái chung quanh cái sảnh đường đó, cho nên được gọi tên theo cái tên của dây leo đó như vậy. Nhưng mà theo bản sẽ giải kinh Tương Ưng, ký hiệu là SA1197, đó là một ngọn núi có tên là Hí Má Hoa. Và
Thi Dương với Sáu Á Ná là cũng là người bạn của thi chủ Sắc Cát. Thì ở trong kinh mà Cung Bộ Một đó, cái bài kinh mà đoạn ái tiểu kinh á, thì là Thi Vương với Sáu Á Ná theo thi chủ Sắc Cát đưa ngài Mốc Ta La Ná đi xem cái lâu đài với trái nhân tá này. Thì rõ ràng là nó là Thi Vương với Sáu Á Ná này là theo như là bạn thân của vô đời Sắc Cát. Và Thi Vương với Sáu Á Ná này rất là sùng kính Tam Bảo và rất là ủng hộ những cái vị mà có giới hạnh rất là tốt đẹp. Một có lần ông đi từ phương Bắc đến phương Nam về vài một cái công việc cần thiết nào đó, mà khi mà đi lên hư không vậy đó, thì lúc bấy giờ nghe phụ nữ cư sĩ quê lúa Canh Tắc Chi Nanh Đá Ma Ta cái vị này được Đức Phật ban cho để nhất về cái tu thiền. Vị này là bậc A Na Hàm, thì gặp bà quê lúa Canh Tắc Kỳ Nanh Đá Ma Ta. Quê lúa Canh Tắc Kỳ là cái một cái tên làng, cái làng này á được gọi là quê lúa Canh Tắc Kỳ. Quê lúa có nghĩa là cái những cây tre cây trúc, Canh Tắc Kỳ là cái hàng rào. Nghĩa là quê lúa Canh Tắc Kỳ có nghĩa là cái làng này do những cái hàng rào tre nó bao xung quanh hết. Và Nanh Đá Ma Ta có nghĩa là mẹ của ông Nanh Đá này. Thì bà quê lúa Canh Tắc Kỳ này lên cái lầu 7 hàng đêm á, sáng nào cũng vậy, mà khi mà gần sáng á bà lên lầu 7 bà tụng kinh, hình như là bà tụng kinh trường bài kinh nào Parayana, tức là con đường đến á bà kia. Thì Thi Vương mà với Sắc Bá Ná nghe tiếng tụng kinh này á, thì ông dừng chân lại là lắng nghe. Rồi sau khi mà dừng chân lắng nghe xong thì là ông mới khen ngợi là bà cũng rất là hay, và ông cho biết rằng ông là chính là người ăn biết trước của bà, là và ban cho bà quê lúa Canh Tắc Kỳ một cái điều ước như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người nào mà xuyên mà cũng kinh á riêng bằng cái tiếng Bali đó, thì mà những vậy mà thiên thần mà đi qua đi lại á lắng nghe được cái tiếng Bali đó, thì đứng lại để mà lắng nghe, rồi sau khi tụng kinh xong mình ước nguyện điều gì đó, những vị và thiên nhân này mà biết được cái ước nguyện này, còn mà tùy theo cái năng lực của cái oai lực của thì của cái vị đó, cái vị đó có thể trợ giúp cho mình được thành tựu những cái ước nguyện rất là tốt đẹp, một cách là rất là tốt đẹp chẳng hạn như vậy. Đây là cái quả phước của người mà tụng kinh thường xuyên chẳng hạn như vậy. Thì một lần khác nữa thì ở trên đường đi từ Bắc đến Nam cũng nhiều vài công việc nha đó, thì Thiên Vương của Sắc Bá Ná thì dừng chân lại đứng nghe cái tôn giả của Ta Rá. Thì tôn giả của Ta Rá này đang trú ở Mahi Xá Quá Thú ở trên núi Sân Cây Giá Cá tại Thá Quá Cha Tí Ca. Ở trong bài kinh, trong tương ương kinh chương tám pháp, cái bài kinh là tôn giả của Ta Rá ký hiệu là A Bố 162. Thì tôn giả của Ta Rá này đã thuyết cho các vị tỳ khưu nghe cái bài pháp như vậy: là lành thai này chư hiền, tỳ khưu thường thường quán xét sự vi phạm của mình và thường thường quán xét sự vi phạm của người khác. Quán xét sự vi phạm mình để mà chừa cãi, và quán xét cái sự vi phạm của người khác cũng để chừa cãi, tức là xem như người ta phạm có một cái lỗi gì đó thì mình nhìn thấy đó, mình cứ từng sẽ nghĩ rằng là với một người mà phạm lỗi như vậy, phạm những cái giới như vậy thì người đó sẽ chịu đau khổ trong tương lai như vậy, thì nên ta là cái người mà muốn an lạc, ta là người mà muốn nghe được cái sự tốt đẹp, không muốn sự đau khổ thì đừng làm những cái lỗi đó như vậy. Thì là làm ai này chưa thiền thì cô thường thường quan sát sự vi phạm của mình, tức là trong một ngày đó chúng ta xem xét lại cái giới mình á đã có cái được tốt đẹp chưa, nó còn thiếu sót chỗ nào, nó còn có vi phạm chỗ nào, xem là trong một ngày đó chúng ta đã làm được những cái việc thiện như thế nào, phải xem xét lại những cái điều vi phạm của mình, rồi thường thường quán xét sự vi phạm của người khác,
xem sự vi phạm của người khác không phải để chỉ trích, không phải để chê bai, không phải để mà nói xấu hay ghê, không phải, nhưng mà xem sự vi phạm của người khác để mà mình không có phải ra dọn cái sự vi phạm đó như vậy nha. Rồi lần hai này chưa hiền thì cô thường mà quan sát sự thành đạt của mình, tức là mình xem xét lại hôm nay mình đã làm được những việc gì và mình đã tu tập được ra sao, đó là cái sự thành đạt của mình. Rồi lần hai này chưa hiền thường thường quan sát sự thành đạt của người khác, tức là mình nhìn thấy người khác tạo những cái phước thiện gì, nhìn thấy người khác tạo được những cái lợi ích gì, nhìn thấy người đó để mà mình học tập theo, để mà mình thực hành theo, để mà mình cố gắng mình nỗ lực tu tập theo, chứ không phải nhìn thấy người ta được thành đạt như vậy, thành đạt như kia rồi tự nhiên có cái tâm ganh tị hay là có một tâm khó chịu hay là có một tâm không thích thú, không phải. Như nên đó là làm thai này chưa hiền, tỳ khưu thường quán xét sự thành đạt của người khác để chi, để người đó có thành đạt được như vậy thì mình sẽ suy ngẫm rằng cái người đó thành đạt được nhờ cái tinh tấn, nhờ cái đức tin, nhờ cái sự rộng lượng, nhờ cái sự buông bỏ, vân vân. Thì mình cũng vậy, mình cũng có thể có được sự tinh tấn, mình cũng sẽ có cái niềm tin, mình có người có sự buông bỏ, mình có sự nỗ lực, vân vân, như vậy để mình đạt được như người ta. Để nghe người ta nó thành đạt được cái này thì mình tự nhiên mình ganh tị thì không được nha. Vì cái đó là cái tật xấu như vậy. Thì khi mà đại vương Kassapa nghe tôn giả Uttara mà thuyết giảng như vậy đó, thì đại vương Kassapa biến mất ở tại Mahisa Quá Thú trên núi Sankhaya tại Thá Quá Cha Tí Cha Tí Ca, và xuất hiện ở cõi Thá Quá, rồi cõi Thá Quá Tinh Xá, tức là cõi đạo lợi như vậy, rồi đi đến thiên chủ Sắc Cá thuộc lại với cái đời pháp của tôn giả Uttara. Thì nghe vậy thì thiên chủ Sắc Cá biến mất ở cõi Thá Quá Tinh Xá và xuất hiện nơi cái núi Sân Khay Giá ở Thá Quá Chà Đi Ca ở trước mặt tôn giả Uttara, mới hỏi rằng thưa tôn giả, có thật chăng tôn giả thuyết pháp cho các vị tỳ khưu như sau? Ở lần thai này chưa hiền, tỳ khưu thông thường thì thường thường quán xét cái sự vi phạm của mình, thường thường quán xét vi phạm của người, rồi thường thường quán xét cái sự thành đạt của mình, thường thường quán xét sự thành đạt của người khác. Thì tôn giả Uttara mới nói là thưa thiên chủ, có thật cái điều này. Thì vô trợ thích mới hỏi là thưa tôn giả, đây là do tôn giả Uttara tự nói hay là lời nói của Đức Thế Tôn và A La Hán Chánh Đẳng Giác? Thì Đức Phật rồi trưởng lão Uttara mới trả lời rằng là này thiên chủ, tôi sẽ cho một cái ví dụ, nhờ ví dụ thì người có trí có thể biết được ý nghĩa này. Và tôn giả đã cho một ví dụ như sau: ví như này thiên chủ, có một đống lúa không có xa làng hay một thị trấn, và ở gần quần chúng từ ở nơi đến đống lúa đó mang lúa đi, hoặc là mang trên cái đòn gánh, hoặc là mang trên thúng, hoặc là trên bên hông, hoặc với tay bụng những lúa ra đi. Này thiên chủ, nếu ai hỏi rằng quần chúng ấy như sao, các người mang lúa này từ đâu, này thiên chủ, các người đó phải đáp như thế nào để có thể nói đáp một cách chân chánh? Tức là ngài Uttara không có trả lời câu hỏi của thiên chủ Sắc Cá mà hỏi ngược lại. Thì thiên chủ Sắc Cá mới trả lời được: thưa tôn giả, đám quần chúng ấy nếu muốn đáp một cách chân chánh cần phải đáp như sao? Thưa tôn giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đống lúa lớn này. Thì ngài Uttara mới trả lời rằng cũng vậy, này thiên chủ, những điều nào mà khéo nói thì tất cả đều là lời nói của Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Rồi ngài nói lên một cái câu Pali có ý nghĩa như vậy, câu Pali đó như sau, tức là Tát Tô Vú Ba Đa Vú Ba La Giá Má Danh Chá
anh nhê chá phá nà mát, có nghĩa là dựa trên cái lời ấy, dựa lên trên đó mà chúng tôi và những người khác nói lên, tức là cái câu chuyện là tát tô ú ba đa giá, tức là dựa lên những chỗ đó ú ba đa giá, rồi má văn là chúng tôi, rồi chanh nhê là những người khác và những người khác, phá na má tức là được nói lên, tức là những cái gì mà khéo nói là thuộc về của Đức Thế Tôn chứ không phải là của một ai người khác hết. Họ cho nên cái câu này cũng rất là đặc biệt để nói rằng khi nào mà chúng ta nói lên, nếu mà gọi là một cái vị mà gọi là thuyết pháp á, thì cần phải nói lên những cái lời dạy của Đức Thế Tôn chứ không phải nói là tự ý mình được. Nói cách khác là những gì nào mà giảng pháp cần phải nên dẫn chứng bằng Phật ngôn chứ không phải nói theo cái ý mình là tôi nghĩ như vậy, tôi nói như vậy, cái đó là nó không có đúng. Cho nên cái câu này để cho chúng ta nhấn mạnh ở chỗ là những gì mà khéo nói, những gì mà thuộc về tốt đẹp thì là của Đức Thế Tôn, và mình nhờ được như vậy đó mình nói lại cho những đại chúng nghe, tức là mình không có cái gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Cho nên những người mà thấy được những cái tài liệu này kia ở trên Phật pháp, hoặc là suy ngẫm ra được những cái điều đặc biệt như vậy mà giấu kín đi, thì những cái người đó thuộc dạng dạng được gọi là bỏ sẻng pháp. Tại vì mình học hỏi từ nơi kinh điển của Đức Thế Tôn, mà những cái ngày mà có trí thường thường là không bao giờ cất giấu những cái lời Phật dạy cả. Mà mình đi cất giấu như vậy là mình làm cho giáo pháp bị gì tổn hại, làm cho cái sự tinh hoa của giáo pháp không được phát triển lên. Và phải hiểu rằng cái mà mình có đó không phải của mình, mà cái mình có đó là của từ Đức Thế Tôn. Mình hiểu được từ Đức Thế Tôn thì bây giờ là mình buông bỏ đi, tức là mình trải rộng ra tất cả chúng sanh cùng biết hết chẳng hạn như vậy. Cho nên trong cái tăng chi kinh pháp pa chi đó, Đức Phật ngài dạy này có ba pháp cần nên mở rộng. Thứ nhất là mặt trời cần nên mở rộng để chúng sanh có cái sự sống, rồi mặt trăng cần nên mở rộng để cho chúng sanh có được cái sự mát mẻ, và giáo pháp này cần nên mở rộng để cho chúng sanh có biết cách mà tránh đi những cái tội lỗi và thực hiện những cái điều tốt đẹp như vậy. Vì nên chúng ta có thấy là cái câu kệ này, câu này rất là hay, là những gì mà khéo nói, những gì mà tốt đẹp, tất cả đều là lời của Đức Thế Tôn hết, của bậc A La Hán chánh định giác hết. Chứ ngoài ra không có cái gì là của mình hết. Vì cho nên chúng ta có thấy rất là đặc biệt như vậy. Thì thi chủ Sắc Cá đã tán thán rằng là tôn giả Uttara đã là khéo nói, là bậc khéo nói như vậy. Và thi chủ Sắc Cá đã nói lại cái thời pháp mà có ngài Uttara mà thuyết giảng đó, ngài nói rằng một thời xưa tôn giả Uttara Đức Thế Tôn trú ở ra Trái Ga Há, tức là Quân Xá đó, tại núi Đức Trái Phù Tá. Rồi sau khi mà tôn giả Đê Quá Đá Tá đã bỏ đi không bao lâu, tức là chia rẽ đó, tức là chia rẽ tăng đó, ra đi không bao lâu, thì tại đó Đức Thế Tôn đã nhân việc tôn giả Đê Quá Đá Tá là bỏ đi đó để dạy các tỳ khưu như vậy. Lần thai này các tỳ khưu thường thường quán sát sự vi phạm của mình. Lần thai này các tỳ khưu thường thường quán sát cái sự vi phạm của người khác. Lần thai này các tỳ khưu thường thường quán xét cái sự thành đạt của mình. Lần thai này các tỳ khưu thường quán xét cái sự thành đạt của người khác. Rồi do bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, này các tỳ khưu Đê Quá Đát Tá bị rơi vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy trọn một kiếp không thể là cứu khỏi. Thì tám cái phi diệu pháp đó được tóm gọn, chúng tôi nói tóm gọn thôi, quý vị có thể truy cập trong cái bài kinh pháp tám chi đó cũng thể thấy rõ. Thứ nhất là bị lợi dưỡng chinh phục, thứ hai là bị không lợi dưỡng chinh phục, thứ ba bị danh vọng chinh phục, thứ tư là không, là bị không danh vọng chinh phục, thứ năm
bị cung kính chinh phục. Thứ sáu là bị không cung kính chinh phục. Thứ bảy là bị ác dục chinh phục. Và thứ tám là bị ác ủ mà chinh phục. Thì cái người mà bị lợi dưỡng chinh phục là sao? Tức là mong mỏi mình có được như vậy, mong mỏi mình có được y phục, mong mỏi mình được có được vật thực, mong mỏi mình được có hội chúng đông, mong mỏi mình được có một cái thuốc trị bệnh tốt, mong mỏi mình được có những cái sàn cọ cao quý tốt đẹp, đúng không? Mà cái này khi mà có được vậy, tâm lại hài lòng thích thú dính mắc vô trong đó, tức là cái bị lợi dưỡng này nó làm cho cái tâm tham nó sanh khởi lên. Cho nên cái người này được gọi là bị lợi dục, bị cái lợi dưỡng chinh phục. Tức là mình mong muốn cái điều tốt đẹp, mà khi mà cái điều tốt đẹp nó khởi đến cho mình, nó có đến cho mình, thì là thích thú, là hài lòng chẳng hạn như vậy. Rồi có thể là trở nên là ngạo mạn, có thể nên là tự phụ, vân vân, chẳng hạn như vậy. Thì cái người này lại bị dính mắc vô cái tham hoặc là một cái ngã mạn trong đó, gọi là bị lợi dưỡng nó chinh phục. Rồi thế nào là người bị không lợi dưỡng chinh phục? Rồi tức là cái người mà mong muốn cái món này, mong muốn món kia, nhưng mà giờ mà không có được, người khác mà dâng cái món đúng theo ý mình, không có muốn, không thấy được cái người khác mà dâng đến những cái điều mà mình đang thích thú vậy, thì tâm ra khó chịu, tâm ra là bất mãn, tâm ra là cái gương mặt lạnh như là cái người đi trong mưa gió chẳng hạn như vậy. Thì cái người này bị không lợi dưỡng chinh phục, tức là phát sinh cái tâm sân, hoặc là phát sinh cái tâm khó chịu, hoặc là cái tâm không có hài lòng chẳng hạn như vậy. Thì cái người này xem như là bị không lợi dưỡng chinh phục. Rồi cái người cái bị danh vọng chinh phục là ra là thích được khen, thích được khen, để tôi làm cái gì đó thì được khen là làm cho hay, làm cho đẹp, làm cho tốt chẳng hạn như vậy. Thích thú được cái sự khen, cho nên khi mà được khen vậy đó thì tâm nó dính mắc vô trong cái việc làm đó, hoặc là tâm dính mắc vô trong cái lời khen ngợi đó. Cho nên cái người này bị danh vọng nó chinh phục, còn bị không danh vọng chinh phục là sao? Tức là cái người này á, thấy người khác đó được cái địa vị như vậy, được địa vị như kia, mà thấy mình cũng muốn được như vậy mà không được, đó là khó chịu, đó là mình bất mãn, mình là ganh tị, ganh ghét, vân vân. Thì cái tâm sân nó sinh khởi lên như vậy. Thì cái người này thì tôn giả Đề Qua Đất Tá cũng bị cái không danh vọng này chinh phục. Thì cái câu chuyện này cũng rõ ràng là chúng ta thấy rằng như là dân thành Kosambi như vậy, như vậy. Khi gặp ngài Đề Qua Đất Tá mà hỏi rằng thưa ngài, ngài có thấy ngài sanh thoát ở đâu không, ngài có thấy ngài truyền riêng đâu không, ngài có thấy ngài Má Hàng Cách Sà Bá đâu không, vân vân. Ông mới ngẫm nghĩ rằng là ta cũng là dòng hoàng tử xuất gia, dòng vua xuất gia, mà sao không ai hỏi nữa, mà hỏi những ngày nào là tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Má Hàng Cách Sà Bá này kia, vậy ta phải tìm một cái người nào mà gọi là đại thí chủ để mà kính trọng ta, rồi khen ngợi ta. Cho nên ông mới dùng thần lực đi tới gặp vua Sa Sa Thế như vậy. Thì cái người này bị không danh vọng nó chinh phục. Rồi cái người bị cung kính chinh phục là sao? Thì gặp đi ra thì gặp Phật tử thích là Phật tử chấp tay đảnh lễ mình, hoặc là gặp những gì khác là chấp tay đảnh lễ mình, hay là thưa những danh tiếng hảo quyền, giống như là bạch ngài hòa thượng, bạch ngài cũng cọ, bạch ngài trưởng lão, vân vân, cái như vậy. Còn tất cả những cái đó chỉ là một cái hư danh mà thôi, chứ không phải là một cái thực tế. Cái hòa thượng, nếu có nhiều người thì không được kêu là bằng hòa thượng, kêu bằng đại đức thì lại khó chịu cái hiện như vậy. Thì cái người này bị cung kính nó chinh phục, thấy người ta khen ngợi mình. Cho nên trong chúng ta thấy rằng ở trong những cái cuộc lễ chẳng hạn như vậy, thì đã là cuộc lễ thì nó thuộc về nghi lễ chứ nó không phải là hành chánh. Thì có một số là bắt MC á phải giới thiệu cái chức vụ của mình là phải là như vậy như vậy như vậy mới chịu hài lòng. Thì cho nên cái này gọi là bị cung kính nó chinh phục.
rồi bị không cung kính cho một là sao? Ví dụ người ta nói bạch sư chẳng hạn như vậy thì khó chịu nhân mặt này, nó phải là bạch thượng tọa, phải là bạch hòa thượng, phải là bạch ngài trưởng lão vân vân, đại khái như vậy. Thế kêu bằng sư ấy, nó bình thường không được, phải kêu thượng tọa, phải kêu hòa thượng chẳng hạn như vậy là mới hài lòng. Thì cái người này bị không cung kính nó chinh phục, rồi bị áp dụng chinh phục, có nghĩa là mong muốn cái này, mong muốn cái kia, mong muốn được nổi tiếng và mong muốn được những là phật tử biết đến mình chẳng hạn như vậy, rồi mình có cái hạnh tốt như vậy, hạnh tốt như vậy, không vâng. Tức là cái người này bị cái áp dụng và bị ác thủ. Ác thủ là sao? Là thân cận với những kẻ ác, tức là thân cận với những người tà kiến, thân cận những người phá giới, thân cận những người mà không có sự tu tập, chỉ có lo trang điểm, chỉ có lo nói chuyện, không có cái mục đích dẫn tới giải thoát, vân vân như vậy. Thì do Đức Phật dạy rằng thì các thị khu do sống không chinh phục được lợi dưỡng, được khởi lên các ô nhiễm như diệt não tổn hại, được sanh khởi, do sống chinh phục được lợi dưỡng khởi lên thì các ô nhiễm, thì các sự tổn hại nó bị vắng mặt, không có mặt như vậy. Tương tự vậy với những cái là không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, cung kính không cung kính, ác dục và ác bằng hữu. Như vậy chúng ta thấy rằng cái một cái pháp phụ quy nào nó cũng có hai cái vấn đề nằm trong đó. Đừng có nghĩ rằng tôi không lợi dưỡng là một điều tốt, điều tốt không do tự tâm mình, ví dụ không được lợi dưỡng chẳng hạn vậy, thì mà tâm mình coi là cái tâm mình có khó chịu không, thì có được cái bằng lòng không. Ví dụ giống như trong một cái cuộc lễ chẳng hạn như vậy, thấy cái vị này được cúng dân mà mình không được cúng dân, thì mình xem là cái tâm mình là mình có cái buồn phiền không, mình có khó chịu không, mình có nói là cái coi mặt bắt hình dung thì vân vân, đại khái như vậy. Như này thì cái này gọi là bị không lợi dưỡng nó chinh phục. Nhưng mà khi mình thấy tâm mình vẫn thản nhiên, mình sẽ thấy những cái điều đó nó là do phước ai nấy hưởng chẳng hạn như vậy. Ví dụ như mình thấy người ta cúng chùa mà chùa người khác không cúng chùa mình, tự nhiên mình khó chịu người đó là mình bị không cung kính, không lợi dưỡng nó là chinh phục rồi. Mà thấy người ta phải cúng cái chùa mình, cái mình thích thú, mình quan hỷ, mình vui thích, mình đôn đả, mình chào hỏi, vân vân, thì xem như là bị lợi dưỡng nó chinh phục. Cho nên phải coi lại cái tâm mình là như vậy. Thì tương tự vậy với những cái không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, cung kính không cung kính, và ác dục và ác bằng thủ. Cho nên mấy những cái pháp này nó đem cái sự tổn hại cho mình như vậy. Thì đó thì chúng ta mới nói rõ ràng như vậy. Rồi có lần khi vương với Sát Quá Ná đi du hành trên hư không, thấy trưởng lão Sông Phu Tá đang nhập định ở trong rừng cây, trong cái rừng Si Tá chẳng hạn vậy. Thì thiên vương với Sát Quá Ná để lại hai dạ xoa để giữ an toàn cho trưởng lão Sông Phu Tá. Bởi trong rừng mà thì có những cái nguy hại có thể khởi lên, như là bị rắn, rồi bị những thú dữ, hay bị những cái tai hại này khởi lên. Cho nên thiên vương với Sát Quá Ná để lại cho hai cái dạ xoa để giữ an toàn cho trưởng lão Sông Phu Tá. Cho đến khi mà trưởng lão Sông Phu Tá xuất khỏi định, khi mà xuất khỏi định rồi á, thì trưởng lão Sông Phu Tá dạy hai dạ so là đi đến chuyển lời đa tạ của ngài đến cho thiên vương với Sát Quá Ná, và nói thêm rằng Đức Thế Tôn đã dạy các vị tỳ khưu pháp môn tự bảo vệ mình rồi. Đây là câu nói cũng rất là hay, tức là những người mà còn bám vào cái thân kiến á, bám vào thân kiến á, thì mới lo sợ những cái tai hại, lo sợ về bệnh, lo sợ về chết, lo sợ về những cái điều rủi ro, đúng không? Nhưng mà với những người mà không còn nắm giữ vào cái thân kiến mình thì là sẽ không có phải lo sợ những cái chuyện đó nữa. Cho nên ngài mới nói rằng chuyển cái lời cảm tạ đối với thiên vương Quách Sát Quá Ná, và nhấn nhở thêm rằng đó là Đức Phật đã dạy các vị tỳ khưu một cái pháp môn
là tự bảo vệ mình rồi. Tự bảo vệ mình là gì? Là không còn cái quan tâm tới cái không, nên không còn dính mắc về cái thân kiến nữa, hoặc là đã diệt đi tất cả những cái phiền não là sợ sợ hay là phiền não về tham dục nữa. Cho nên cái câu này cũng rất là hay, tức là Đức Phật dạy cho các tỳ khưu pháp môn tự bảo vệ mình, tức là đừng có bám vào cái thân ngũ uẩn này nữa, đừng có bám vào cái thân sắc thọ tưởng hành thức này nữa, vậy như vậy. Thì ở trên đường trở về, Thi Quân Lết Sát Quán Á có đến với ngài Sâm Phu Tá và biết được vào ngài Sâm Phu Tá đã chứng quả A La Hán rồi. Thì Thi Quân Lết Sát Quán Á đến bập với Đức Thế Tôn về cái sự chứng đạt của ngài Sâm Phu Tá. Thì cái điều này là theo cái tập sớ giải Thera Gata, tức là Trưởng Lão Tăng Kệ, ký hiệu là Thera Athakatha 146 ngày như vậy. Chúng ta nói tiếp về cái Trưởng Lão Sâm Phu Tá. Thì Trưởng Lão Sâm Phu Tá, ngài là một Bà La Môn trưởng giả trong cái thành Sawatthi. Thì ngài gia nhập trong tăng đoàn đó cùng với các bạn là Phu Bí Chá, Chay Giá Si Ná và Á Phí Ra Tha Ná. Ngài chuyên tâm về cái đề mục, tu tập về cái đề mục là quán thân mà bất tịnh, tức là quán về đề mục 32 thể trượt đó. Quý vị có từng học rồi cái đề mục 32 thể trượt này, và ngài luôn luôn ở trong cái rừng Si Tá này, cho nên được gọi là Si Tá Quán Thế Giá. Thì khi mà duyên lành đã thành thuần thục rồi, cái người mà quán xét về 32 thể trượt này đó, tức là về tóc con móng thân gia đó, mà cái được phùng thuộc rồi thì rất là nhanh chóng là chiến mắt được đạo quả. Mà khi đã duyên lành được phùng thuộc rồi thì ngài chứng đạt quả vị A La Hán, và ngài có cái kệ ngôn trong tập mà cái Ragatha, tức là nghe tập Trưởng Lão Tăng Kệ như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái đó là cái điều rất là đặc biệt, và chúng ta thấy rằng thời giảng này cũng vừa phải lẽ phước báo nó sanh lên. Xin cúng dường tới chư tôn Đức Tăng, và xin em lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên tứ đại vương, chư thiên khỏi đạo lợi và chư thiên ở quanh đây. Mong rằng các ngài quan hỷ tận dụng quả phước này để được sự an vui tự tại và hộ trì cho chư Tăng cũng như cho toàn thể chư Phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập. Thì nương theo quả phước này mà chúng tôi xin hướng nguyện đến cho thân bằng quý thuộc còn tại tiền hay là thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này để được sự an vui tự tại. Họ sau cùng nương theo quả phước này, chúng tôi xin chia đều tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo vượt hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiểu cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thập hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyện quanh đọa đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tận hoa trong pha Phật rồi giáo truyền.
y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm,